Rồi ok, bây giờ tiếp theo mình sẽ vẽ tiếp những cái đường ống nước đi từ mặt bằng chung xuống mặt bằng MBA nha các bạn. Nha. Rồi. Thì cái cao trình của mặt bằng MBA đó, cái đường ống của nó là khoảng so với mặt bằng BA đi ha. Mặt bằng BA nè. Nó khoảng 450, 450. Hoặc là so với cái mặt đất của nó là 3450. Ok ha. Rồi giờ vẽ nè. Thì khi mà vẽ xuống mạng MBA thì sẽ có thêm hai cái máy bơm. À, hai máy bơm nữa. Thì đây là bơm tuần hoàn cho cái bể nút khí và bể nút tích. Rồi như vậy trước khi vẽ mình sẽ lắp đặt trước bơm trước đi ha. Rồi vẽ. Rồi quay lại bài của mình. Các bạn tương tự nhảy vào tiếp cái mặt bằng của đáy chung. Còn mặt đất đi, mặt đất của nước. Đây. Rồi và lắp đặt cho mình hai cái vị trí của cái máy bơm. Làm đây ha. Các bạn nhấn Insert. Log Family. Mình ký cho mình cái hệ thống của nước bơm của bơm tuần hoàn phía phía nông tích nè. Không. Nhấn Open. Rồi. Nhấn Xem mà. Kiểm tra đầu tiên lại. Nhấn mũi tên tam giác. Lấy cái bơm tuần hoàn thiếu khí anoxic ha. Rồi nhấn spacebar xoay nó một cái, hai cái, xem mà nhấn spacebar mà chắc thôi là. À. Rồi tương tự như vậy bạn nhấn align để bạn giống cái đường ở lại kích thước vào align nè, hay là mép tường và cái mép của cái bơm nó để ha, mình để align rồi chắc rồi. Rồi tương tự như vậy bạn muốn canh bằng cách nào bạn nhấn chữ D lấy cái tường mép lên được rồi nhấn EV à, chắc rồi. Đây cho một chút vào đây này. Cái này nó nằm ở đâu rồi? Còn chung chỗ này là à. Nhấn delete xóa đi, nhấn chuột phải nhấn create similar, nhấn spacebar cho xuống dưới lại đây. Rồi cho lần ha. Rồi tương tự bạn dùng gì bạn còn nếu trường hợp bạn muốn canh cho cái này nó ngang với cái hố thì cũng được ha, nhưng mà nhìn như vậy không được, hơi kỳ chứ, như là cái mép hố này. Ok vẽ chưa đã, chọn view chắc tên rồi vẽ đường ống ha, tiếp tục phải go to view. Đây. Rồi lý chuột phải nhấn row by ống 80 rồi kéo lên trên rồi bạn cứ kéo ngang qua nha, kéo lên một lát chỉnh cho trình sau từ tàu bóng. Rồi tương tự quay lại mặt đất di chuyển section qua lý chuột phải go to view lít trái, lít chuột phải, row by, đường ống DN80, rồi trái ngang qua,
Kéo theo lệnh ha. Đây. Rồi đã thống nhất thì mình chọn cái này. So với mặt bằng MBA là 455, 450. Apply. Đoạn này vậy luôn cũng là 450. So mặt bằng BA nha bạn. 450. Apply. Rồi. Ok ha. Rồi tiếp nè. Bây giờ mình đang ở mặt bằng chung đúng không? Mặt bằng chung nè. Là cái ốc này. Delete xóa này đi. Yeah. Rồi. Mặt bằng chung là bạn chưa thấy được cái đường ống dưới. Nhấn View Range VR. Offset xuống 2 mét đi. Cho thoải mái. Bây giờ bạn sẽ thấy được cái đường ống dưới. Ha. À. Rồi bạn click chuột phải nè. Robot mình kéo ngang qua vị trí này ha. Rồi và cho xuống là gì? Mặt bằng chung đúng không? Khoan một xíu. Nhấn B. Chọn cho mình là cái mặt bằng MBA. Cao trình là 450. Apply. Rồi kéo từ đây kéo xuống. Thấy không? Tự động kéo rồi thấy không? Đó. Nhấn lệnh Modify nè. Extend. Rồi chọn không? À. Rồi kéo lệnh. Thì trong cái bài của mình đó là hai đoạn này nó sẽ nối chính giữa và đi chính giữa đi ra. Ok. Mình sẽ nhấn TR và nối đoạn này rồi này. Kéo lệnh. À. Rồi nhấn B. Ống 80 luôn nha bạn, 450 luôn. Bóng từ đây kéo qua. No. Từ Z. B. Ống 80, cao trình 450 xong rồi bạn MBA. Bóng kéo qua. Rồi bạn nhập này xuống cho khoảng là 450 thôi, cho âm 500 đi. Apply. Apply. Cho lần được chưa? Đó. Thì trong trường hợp như cái đường này á bạn, bạn không nhất thiết phải canh chính giữa, bạn muốn nhích cái này qua một xíu bên trái cũng được ha. Nhấn chọn đối tượng, nhấn mũi tên, nó báo remove constraint, remove kích thước á, remove ra, thì bạn nhích cái máy qua thì lập tức là cái ống nhích theo, thấy không? Đó, nó tương đối. Rồi cái đoạn này bạn nhích qua trái cũng được. Đó. À, đó, nó như vậy là cái này mình có thể thay đổi được ha, thay đổi được. Rồi. Như vậy đó chính là phần mà ống đi tuyến ống đi xuống mặt bằng MBA. Và một lát sau á mình sẽ đi tiếp đường ống từ cái bể hóa chất nè đi đến những mặt bằng MBA này nha. Rồi ok các bạn làm thử đi.